Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình Chân Vợ Thế Giới Tập 25 của hai vị là sao ngươi lại nổi trên mặt nước, bị đuối nước hả? Không thể cho bọn họ biết được ta tu luyện trong đáy hồ để lộ ra tứ tình này. Đã ta cô nương đã tuyên cứu ta thì vì tuổi ngươi cũng không lớn, tâm cơ cũng không nhỏ nhỉ. Hắn đã biết gì vậy? Mắt tượng sườn hoài người tâm và tạp chất luyện theo mồn vào nôn ra thì nào giống như đuối nước chứ. Ây da, lão đầu này chính là đã khai thì nhãn sầu, lấy nào hắn có thể nhìn thấy được tử tình. Nơi cơ càng thẳng, ta không hứng thú gì với bí mật nhỏ của người hết. Làm gì có chuyện để vượn cướp đồ có ăn mày được chứ, hả? Ta chỉ là cảm thấy kỳ lạ, ti tử nghèo quần hoàng nhiều người sao lại đến được kinh mạch kịnh. Không phải chứ, hoàng mỹ hấp thù hoàng cốt, sao lại vẫn dậm chân tại chỗ chứ? Hơn nữa, kinh mạch này đều thông, mà tưởng như rồng. Luyện tới viên mãn, cốt huyết chỉnh tề, sao lại xuất hiện trên người của đứa trẻ nghèo khổ như người chứ? Sư phụ à, người nói đứa trẻ này luyện tới viên mãn rồi. Đúng vậy, nhưng nhìn toàn thế của tài quỷ này, đúng là rất hiếm thấy. Ôi, cứ vậy mà xuyên hành đại hoàng, hai người này không phải tầm thường, xem ra cũng sẽ không hại ta. Kỳ kinh luyện thể viên mãn đúng là cơ sở rất là khó đạt được, nhưng gần cốt người đúng là cái chút tầm thường. À, người có lẽ là đã ăn nhầm thiên tài địa bảo gì đó, lại rơi vào trong đầm nước, mới đến bừa ra mà rèn luyện ra được cảnh giới này. Lão đầu này vậy mà lại đốt được chúng như vậy. Nói vậy thì đã thông rồi. Đúng rồi tiểu tử à, lão vô thấy người cái chút may mắn, người cũng có duyên với ta. Vậy thì chắc lại có bảo bối đây. Nè, cầm đi muốn kéo đi. Không giống như kịch bản gì chứ. Vì cái gì chứ, thế ngồi cao nhân này lại cái kia chứ phải ư? Nhưng mà mấy đồng tiền đối với dân nghèo cũng là quý giá rồi. Vì tiêu nhiều tỷ, về sau phải làm sao đây? Đúng rồi, ta phải mau quay về. Đợi đỡ, có lẽ bọn họ có thể giúp ta về dỗ Liên Thành Ngọc. Tiền bối à, hai vị muốn ở lại Liên Thị âm bộ tộc sau để ta dẫn? Không cần, chúng ta trực tiếp đi về phía đào thị. Tâm đồng à, đã làm chậm trễ nhiều thời gian ở đây rồi, chúng ta vẫn nên là ăn chút đồ đi giả. Tiêu nè, các người người đã ướt hết rồi, cùng nhau ăn chút đồ rồi làm ấm cơ thể đi. Vậy có lẽ vẫn là đến Liên Thị tàu bộ tộc đã ăn nhỉ? Cơ hội đến rồi đây. Đã tạ tỷ tỷ, để ta dẫn đường cho hai người nhé. Yêu cầu sinh lý của người hiện đại, còn phải mời hắn ăn cơm mưa lãng phí quá đi. Gà này vậy không phải là vật tầm thường. Sao hả? Tiểu ý đến ngươi đến gà cũng chưa từng ăn hả? Cái lão đầu này cứ khích tướng rồi. Không phải, ta tưởng rằng tiền nhân giống như ngày đây đã tích cốc rồi, không cần ăn cơm. Tiền nhân hả? Nói cái gì vậy hả? Tiền nhân ăn cơm gọi là cơm sao? Đó gọi là tu hành hả? Thì tự có thể may mắn là có thể nhìn thấy được lão phụ sung bóp hộp thơm nhiều một chút, vận khí tốt không chừng người có thể ngộ ra cái gì đó. Mùi vị thật là khó ngửi. Đây, nhìn kỹ chút đi. Pháp điều chớ vô địch của lão phù gà đen. Tạm đầu ăn cơm đi. Vẫn còn một con gà tiêu tử kia, tự mình ra tay đi.
Thích ăn mà lại không biết làm à? Đây có lẽ là cơ hội câu lão giúp đỡ đây. Bốn tiểu vương mà đương gia hôm nay sẽ làm món gà hấp muối. Ây da, cũng có dáng vẻ lắm đó chứ. À, tiền bối hà, chỗ ngài có rượu không? Ồ, ngươi còn lầu tinh hát rượu nữa hả? Tựa gì đấy, cầm lấy đi. Sư phụ à, sao người lại đỡ hết cho trẻ con uống rượu chứ? Ấy, người còn biết nấu ăn hả? Không được cái lãng phí rượu của ta chứ. À, sư phụ à, người cũng uống ít rượu thôi. Tiểu quý nhà người là muốn mạng chết chính mình ư? Wow, đây là thế giờ này quá nhiên. Ôi trời, không đơn giản. À, tí 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 à, tí ăn không? Nào nào nào, để lão phu kiểm định xem. À, cũng giúp ngươi kiểm định một chút nào. Hả? Trời, nhanh như chớp luôn. Ôi, nhưng mà vừa hay. À, không tồi không tồi, sắp bằng bí pháp gà đen dấu địch của ta rồi. Món gà ngươi gọi là gì vậy? Tập 25. Thế này đi, ta thấy ngươi cũng có duyên với ta. À, tiền bối à, ta không còn tiền. Món này gọi là gà kết duyên. Gà kết duyên. Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Cầu người không bằng cầu mình. Tỳ tử vừa thấy tiền bối liền biết ngài không phải là người tầm thường, chắc chắn là cao thâm khó lường, siêu nhiên nhiên ngoại vật. Được rồi, đừng có vỗ mông ngựa nữa, có gì thì nói mau lên. Ta không phải là đang vỗ mông ngựa, ta muốn nói là muốn tồn tại ở đại hoang này chỉ có thể có thể lực giống như ngài đây, cho nên tiểu tử to gan muốn xin ngài một thứ. Thực lực, ngươi muốn ta thu nhận người làm đồ đệ? Nếu như ngài muốn thu đồ đệ, sợ là nhân trùng long phụng cũng chọn lên chọn xuống. Nghe tên nói gần cốt ta không tội, ta không cầu xin ngài nhận ta. À, tiểu tử à, người rất là đặc biệt, ta cũng rất tán thưởng, nhưng mà về điều kiện gần cốt thì không có tư cách bái ta làm sư phụ đâu. Ta biết thiên hạ này nguy hiểm, từ nguyên kiếm thuyết, từ nguyên thì còn dùng đến luyện võ, gần như chỉ thuộc về thế gia, thậm chí đến thiên phú cũng vậy. Nhưng mà dựa vào gần cốt của người tiêu hao vượt hơn 10 lần trăm lần thì ai cũng có thể đảm bảo là người đạt đến đỉnh phòng chưa. Chứ dù là Liên Thành Ngọc, nếu không có thiên phú cũng không dám chạm đến tử huyết cảnh. Ta thấy người thông minh không bằng đi lấy công danh, cũng có thể không cần phải lo cái ăn cái mặc. Chiêu bài tử tình của ta không thể để lộ, vậy thì ta không cầu xin tiền bối nhận ta làm đồ đệ, nhưng xin tiền bối hãy bàn cho ta tài nguyên dùng để tu luyện. Hả? Sao lại không chịu nghe lời khuyên bảo như vậy chứ? Lão phu cũng là tiết kiệm quá nghì, à, ngươi đừng có mà quá đáng. Sư phụ à, ngươi tiết kiệm nhiều như vậy cho cậu ta một chút thì có sao chứ? Ai không làm cháu nhà có miếng gạo đắt mà. Đứa trẻ nghèo này cũng không có chỗ học gió, đưa cho nó chẳng phải là lãng phí sao? Vẫn bối bất tài. Thực ra thì đối với Long Cần Hộ Cố Quyền,
chỉ biết một chút, không biết có được tính là từng học không. Người có sư phụ mà còn dám đến tìm ta bái sư. À, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối không có sư phụ. Công pháp là học lỏm từ trường tập của bộ tộc. Đệ tử đã có nực cười như vậy, tâm đầu mà còn chả hán kiến thức một chút tới nào gọi là trời cao đất rộng đi. À, sư phụ à, ý người là con cũng dùng bộ quyền áp chế từ vị đến phạm huyết cảnh tầng 3, cọ sát với hán chút đi. Đồ nhi của ta cũng chỉ có luyện 2 ngày, cho người bao hơi thở, nếu đỡ được thì ta sẽ đáp ứng người. Sư phụ à, bộ quyền pháp đó con đã nghiêm túc luyện cả nửa năm đó, người đừng có trêu đùa cậu ấy chứ. À được rồi, cảm tạ tiền bối. Ai dạ, đã đáp ứng rồi, con cẩn thận chút, đừng để chúng ta phải bồi thường tiền tức thang lại được rồi. Tiết tử dịch vần xin hủy. Từ tiên tỷ tỷ, mồm tỷ tỷ chỉ điểm. À, vậy là được rồi, ta gọi là Lâm Tâm Đồng. Đây là trận đầu tiên của ta. Ta đã áp chế cảnh dưới rồi, người ra tay trước đi. À, ưu tiên phái nữ, vẫn là tiên tử tỷ tỷ nên trước đi. Lần đầu tiên chiến đấu ta cũng không biết phải đánh như thế nào nữa. Quyền cước không có mắt, người cẩn thận một chút đấy. Qua. Wow. Ui. Cao, cao quá. Ui. Không trùng đã không còn chỗ nào để trốn nữa rồi. Xin thất lễ rồi. Huyền nữ tầm kinh. Khi ta ngưng thần thì chuyển động của thời gian lại chậm như vậy ư? Vậy thì phải đánh bất ngờ. Cô ta muốn lấu trưởng hóa quyền. Lấy, ta sẽ lấy trảo thường trưởng. Qua. Ý. À, Tâm Đồng vẫn là quá mềm lòng. Tập 27. Tiết tử này kiên nhẫn chịu đựng. À, ta đã quá đắc ý rồi. Kinh nghiệm thì còn quá ít. Con tỏ ra thông minh. Nếu như cô ấy biến chiều công kích lòng bàn tay của ta, thì bàn tay bây giờ đã không giữ được nữa rồi. Chìm ra vào giả không phải là giữ lại chút gì hết. Lộng vũ uông dương. Xin lỗi. Hả? Còn bất tiếng. Ây da, chết tiệt, sắp nước xong rồi. Thì tiểu tử chết tiệt này sao lại thích nghịch nước như vậy chứ? Thị quỷ hả? Núi này cao hơn, còn núi cao hơn nữa. Vừa rồi thiên thời đi lợi, ta đã vượt qua toàn lực rồi, nhưng vẫn là thua. Nhưng mà ta lại đã mạnh như vậy rồi. Để ta bôi chút thuốc cho người rồi đi hồng khô đi. Y phục lát nữa thì sẽ đền cho người. Cô ấy đáng sợ như vậy, cũng xinh đẹp như thế nữa. Tiên tử tỷ tỷ à, kỹ thuật giống như là thiên tiên. Tiểu tử cầm bái hạ phòng, bồi thuốc ta có thể tự mình làm. Ta chỉ là chưa vừa rồi của ta cũng... Ai... Hả? Lời thừa vẫn là không nói nhiều, chỉ cuối cùng ta đã dùng không phải là lòng cần hộ quốc quyền. Hả? Ở gì đứng má?
Mà là hiền nữ tầm kinh, cô tí thí này người đã thắng rồi. Hả? Ai... Tiểu Cốc Đầu à, người như cái gì mà gì chứ, Tam Đông rõ ràng là thắng rồi, kiềm tốn mà thôi. Tiền Tự Tỷ Tỷ à, ta đúng là không địch lại hiền nữ tầm kinh, là ta đã thua rồi. Nhưng ta đã phá vũ quy tắc rồi. Rồi rồi, lão phù cũng không bắt nạt tiêu từ người, còn nhiều người thắng. Tiểu tử bất tài, ta tiền bối đã bằng bảo bối. Đây, cuốn sách này tặng cho người, Lần Côn Hổ Cốt Quyền. À, thứ này không nằm ở trong ước định của ta với tiền bối, ta không thể nhận đâu. Người cứ cầm đi, ngươi cần nó hơn ta đó. À, đã tạ tiền Tự Tỷ Tỷ. Đà tiền sách này có thể bán được không ít tiền đâu đấy. Được rồi, qua đây nhận đồ đi. Vậy mà là cái đầu ư? Đây là xích lần thú. Mặc dù phẩm các hồn cốt của nó không thấp, nhưng thực lực là yếu kém. Trong truyền thuyết thì xích lần thú có huyết mà tượng cổ hóa kỳ lần, mà nó cũng vì thế mà chết. Có một số xích lần thú vì đã đánh thức huyết mạch, liền tiêm hóa hệ linh thú đã ăn, lấy nó làm kỳ lân nước bạn. Thắp lửa từ trong cơ thể, cầu dục hóa trùng sinh, nhưng kết cục của chúng lại không hề ngồi lệ. Sớm đã chết vì hy mệnh rồi. Là số phận chấp nhận ấy là hướng chết đã sinh. Ta tuyệt đối sẽ không lười bước. Tiền bối à, là dùng xích lần thú thưởng cho vạn bối, hay là để khuyên vạn bối đừng có làm thì thần nhảy vào lửa? Ngộ tính và khí vận của người đều không tồi, nhưng gần cốt lại không ra gì. Ta khuyên người tự trọng, đừng có không tự lượng sức, sẽ tấu quá nhập mà. Ta ơn tiền bối, vạn bối xin thụ giáo. Kỳ lân thú này thắp lửa, âm chết không còn phải đồng luyện, thì có thể từ từ sinh ra nguyên khí, đủ cho ngươi dùng con 10 năm. Lại tặng ngươi một tấm hộ thân phù, có thể giữ mạng cho ngươi. Nếu như ngày sau vẫn có duyên, thì ngươi cầm nó coi như tính vật gặp ta. Quà bạn bối à, không biết đại danh đại tính của tiền bối. Tù kiếp. Đại ơn hôm nay của tô tiền bối, vạn bối suốt đời khó quên. Vạn bối không làm việc hai vị nữa. Coi như người đáp ứng nấu cơm cho ta đấy. Vậy mà đi rồi sao? Ai lỗi lớn rồi, cuối cùng đã hắn ôm một bao lớn đi rồi. Sư phụ à, người có trọng cậu ta? Không, ta chỉ là tán thượng hắn gần cốt này. Muốn bước lên tầng nữa thì cũng vô dòng. Cho dù hắn bước ra khỏi Vân Hoàng, thì cả đời này phải bước ra Thái A Thần Quốc thế nào? Đừng có nghĩ nhiều nữa. Sẽ không gặp lại nữa sau. Hả? Chắc không phải là con đã dị trúng tới tiêu tức đó rồi chứ? À, sư phụ à, người nghe con nói đã. Khi tay có con dịch vận chuyển chạm vào nhau, thì trong cơ thể lại có một chút dị động. Mà sự chuyển động đó lại đến từ tuyệt mạch của ta. Tự vận sự tế, tâm động, chúng ta chuẩn bị lên đường. Ta đã nhờ thủ lĩnh Cẩm Long Vệ thu thập tình báo, hẹn gặp mặt tại Đào Thị Bộ Tộc. Sư phụ à, dịch vận kia đừng có vội vàng, việc này phải lên kế hoạch thật kỹ. Hơn nữa, ta thấy khi địa tuyển hắn nhất định sẽ đến. Nếu như hắn không đến, thì lão phu sẽ đích thần định bắt hắn đến. 28 đàn hay.